Xin kính chào quý vị các bạn. Biển Đông lại dậy sóng với những yêu sách lãnh thổ của Trung Quốc và phản ứng của các bên liên quan. Hôm qua 31 tháng 3, Trung Quốc đã lớn tiếng cảnh báo Philippines sẽ phải đối mặt với hậu quả khi đâm đơn kiện nước này ra tòa án quốc tế. Động thái mà Bắc Kinh coi là hành động khiêu khích trên Biển Đông. Trước đó một ngày, Manila đã nộp 4.000 trang tài liệu là bằng chứng lên tòa án quốc tế La Hay để phản đối các yêu sách về lãnh thổ của Bắc Kinh trên Biển Đông. Mặc dù đã từng không ít lần cảnh báo hoặc tuyên bố nhờ trọng tài quốc tế giải quyết tranh chấp trên Biển Đông, nhưng đây là lần đầu tiên Philippines thể hiện rõ sự quyết liệt của mình khi đối đầu với Trung Quốc. Phản ứng trước việc Philippines đâm đơn kiện, Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm qua đã triệu tập đại sứ Philippines để bày tỏ sự bất mãn của mình, đồng thời tái khẳng định sẽ không ra hầu tòa mà chỉ giải quyết tranh chấp thông qua đàm phán song phương. Trong khi đó, hãng tin AFP của Pháp dẫn lời Tổng thống Philippines Benigno Aquino khẳng định Manila không muốn thách thức Trung Quốc nhưng có quyền bảo vệ lợi ích của nước mình. Phản ứng của Philippines nhận được sự ủng hộ của Mỹ trong khi bị Trung Quốc đe dọa trừng phạt. Chúng tôi sẽ không bao giờ cho phép Philippines xây dựng cơ sở hạ tầng trên dạng san hô nhân ái. Phía Philippines chắc chắn sẽ phải đối mặt với hậu quả cho hành động khiêu khích của mình. Đảo san hô nhân ái theo cách gọi của Trung Quốc là hòn đảo tranh chấp mà Việt Nam gọi là bãi cỏ mây, hiện do Philippines kiểm soát và dùng xác tàu cũ mắc cạn tại đây vào năm 1999 để làm chỗ đóng quân cho binh lính cảnh gác. Bất chấp cảnh báo của Bắc Kinh rằng vụ kiện có thể làm hỏng quan hệ song phương, phía Philippines khẳng định lập trường đưa tranh chấp lãnh thổ trên Biển Đông, trong đó có bãi cỏ mây, lên tòa án quốc tế. Với niềm tin vững chắc, mục đích cuối cùng của vụ kiện này là lợi ích quốc gia, là bảo vệ những gì hợp pháp của chúng tôi. Vụ tranh chấp chỉ có thể có một giải pháp công bằng và phù hợp dựa trên luật pháp quốc tế. Trong hồ sơ gửi lên tòa án quốc tế La Hay, Philippines yêu cầu tòa án tuyên bố các yêu sách của Trung Quốc khi đó chiếm giữ 80% vùng biển chiến lược và 8 hòn đảo trên Biển Đông là bất hợp pháp. Phía Philippines khẳng định một phán quyết hợp lý sẽ buộc Trung Quốc với những ràng buộc về pháp lý phải chấp nhận và tuân theo, đồng thời hy vọng các bên liên quan sẽ cùng chung lập trường này. Tháng 1 năm ngoái, khi tranh chấp trên Biển Đông đứng trước bờ vực xung đột với đỉnh điểm là vụ Trung Quốc chiếm giữ bãi cạn Scarborough mà Philippines tuyên bố chủ quyền nhưng không đóng quân đồn trú, Philippines đã có được một bài học về cách thức ứng xử trong tranh chấp với Trung Quốc. Manila đã đề nghị trọng tài quốc tế đứng ra phân xử vụ tranh chấp lãnh thổ trên Biển Đông dựa trên cơ sở luật pháp quốc tế, điều mà Bắc Kinh luôn né tránh. Với nước cờ đó, Trung Quốc đã bị đặt vào thế phòng thủ và kết quả là họ phải nhất trí về mặt nguyên tắc đối với việc tổ chức các cuộc thảo luận với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN về một bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông. Vụ kiện lần này cùng với những gì vừa diễn ra trên bãi cỏ mây đã cho thấy lập trường cứng rắn của Philippines và tác dụng của nó khi đối đầu với người khổng lồ phương Bắc. Giới chức Philippines từng đề nghị trọng tài quốc tế vào cuộc sau khi các tàu của chính phủ Trung Quốc chiếm giữ đảo Hoàng Nham ngoài khơi Philippines. Lần này họ chính thức nộp bằng chứng sau vụ đối đầu với tàu Trung Quốc trên bãi cỏ mây mà Philippines đang kiểm soát. Hôm 29 tháng 3, tàu dân sự chở theo thực phẩm, nước uống để tiếp tế cho lực lượng đồn trú của Philippines trên bãi cỏ mây đã bị các tàu của lực lượng hải quân Trung Quốc rượt đuổi và chặn đầu, không cho vào bãi. Xin nhắc lại, Philippines sử dụng tàu dân sự đối mặt với tàu quân sự của Trung Quốc. Trong khi tàu quân sự Trung Quốc phát lời cảnh cáo, thì tàu dân sự Philippines vẫy tay ra tín hiệu hòa bình. Các nhà báo quốc tế, trong đó có hãng tin AP và Reuters, có mặt trên tàu Philippines đã chứng kiến và ghi lại cuộc rượt đuổi này. Sau 2 giờ đối đầu, tàu tiếp tế của Philippines đã vượt qua tàu Trung Quốc để lên hòn đảo. Phát ngôn viên quân sự của Philippines cho biết, các phương tiện truyền thông được mời lên tàu để quan sát sự minh bạch. Việc sử dụng tàu dân sự mời theo các nhà báo quốc tế làm nhân chứng đã cho thấy nước cờ cao tay của Philippines. Và kết quả, khác với cuộc chiến giành bãi cạn Hoàng Nham hay Scarborough mà Trung Quốc thẳng tay dùng tàu chiến đánh chiếm, thì lần này tàu của họ không dám hành động làm căng thẳng thêm tình hình. Bên cạnh việc dựa vào dư luận quốc tế, vin vào yếu tố pháp lý, Philippines cũng thể hiện sự trưởng thành của mình sau bài học Hoàng Nham bằng việc đánh dấu chủ quyền một cách rõ ràng. Cuộc chiến của Philippines trước một Trung Quốc ngày càng hung hăng và quyết đoán đang được thể hiện trên con tàu cũ mang tên Sierra Madre đã hoen dỉ, cố tình mắc cạn trên bãi cỏ mây. Đây là cơ sở đồn trú của đơn vị thủy quân lục chiến Philippines tại hòn đảo san hô này.
khoảng 3 tháng một lần, đơn vị này sẽ được thay phiên. Sau lần tiếp tế hôm 29 tháng 3, chiến linh thủy của Philippines sẽ thực hiện nhiệm vụ canh gác trong thời gian lâu hơn là 5 tháng. Theo các chuyên gia, nếu không tính đến liên minh với Mỹ, Philippines khó có thể sánh ngang với Trung Quốc về tiềm lực quân sự. Chính vì vậy mà Manila đã phải vận dụng nhiều vũ khí khác trong cuộc đối đầu với Trung Quốc trên Biển Đông, như ngoại giao, truyền thông đại chúng và giờ đây là pháp lý. Sự quyết liệt của Philippines trong thời gian gần đây khi đánh vào những chỗ hiểm và ít ngờ tới nhất của Bắc Kinh đã tỏ ra hiệu quả khi Bắc Kinh đã phải cân nhắc kỹ hơn trước ý định lấn tới căng thẳng. Trước nay, Trung Quốc có những ứng xử khác nhau trong các cuộc tranh chấp lãnh thổ lãnh hải trên biển Hoa Đông và Biển Đông. Đối mặt với một quốc gia hùng mạnh về quân sự như Nhật Bản, dù trên một hòn đảo không người là Senkaku Điếu Ngư, Trung Quốc luôn kiềm chế thái độ một cách có chừng mực, có chăng chỉ là một vài lần cho tàu đến gần vùng biển tranh chấp. Nhưng ngược lại, trên Biển Đông, dư luận quốc tế đã từng chứng kiến nhiều động thái hung hăng của Bắc Kinh trong tranh chấp với các bên liên quan. Điều này cho thấy một cơ chế đàm phán đa phương tôn trọng luật pháp quốc tế và lập trường vững vàng là vô cùng cần thiết trong việc giải quyết các tranh chấp lãnh thổ, lãnh hải trên vùng biển chiến lược này. Xin được tiếp tục chương trình với những diễn biến mới nhất trên bán đảo Crimea. Hôm qua, ngày 31 tháng 3, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev đã trở thành lãnh đạo cấp cao nhất của Nga tới thăm Crimea sau khi nước Cộng hòa tự trị nằm bên bờ biển Đen này chính thức được sáp nhập vào Liên bang Nga. Đây cũng là lần đầu tiên chính phủ Nga tiến hành một phiên họp tại Crimea thay vì tại Moscow như thường lệ. Chuyến thăm của ông Medvedev đã ngay lập tức vấp phải sự phản đối từ phía Ukraine với lý do chuyến công du này đã vi phạm trắng trợn các quy tắc ngoại giao. Thủ tướng Medvedev tới Simferopol, thủ phủ của Crimea, cùng với các phó thủ tướng và hơn một nửa số thành viên chính phủ. Tại đây, chính phủ Nga tiến hành phiên họp đặc biệt về phát triển kinh tế xã hội tại Crimea và thành phố quy chế đặc biệt Sevastopol, thảo luận về nhiệm vụ nâng cao đời sống kinh tế và cải thiện tình hình xã hội tại Crimea và Sevastopol trong khuôn khổ chương trình mục tiêu liên bang phát triển kinh tế xã hội cho các vùng mới gia nhập cho đến năm 2020. Một dự án quan trọng cũng được lên kế hoạch triển khai là việc thành lập đặc khu kinh tế tại Crimea và Sevastopol. Chuyến viếng thăm của Thủ tướng Nga đã nhận được sự chào đón nồng hậu của người dân nơi đây. Tôi đã đứng chờ ở đây 7 tiếng đồng hồ. Tôi cảm thấy tràn ngập niềm vui và hạnh phúc. Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến Tổng thống Putin và Thủ tướng Medvedev, những người đã bảo vệ người Crimea và đưa chúng tôi trở về với đất mẹ. Bàn tay của Thủ tướng rất ấm. Tôi sẽ không rửa tay trong suốt một năm nữa. Không phải ai cũng có vinh hạnh bắt tay một con người vĩ đại như vậy. Tôi đã chờ suốt 3 tiếng đồng hồ, nhưng cũng rất đáng. Phái đoàn tháp tùng ông Medvedev tới Crimea có nhiều quan chức, trong đó có Phó Thủ tướng thứ nhất Igor Shuvalov. Theo hãng thông tấn RIA Novosti của Nga, ngoài thành phố chủ chốt Sevastopol, ông Medvedev dự kiến sẽ tới thăm cả nơi đồn trú của hạm đội Biển Đen của Nga. Mọi việc đều rất tốt. Tôi xin gửi lời chào và lời chúc sức khỏe đến những người dân Sevastopol yêu quý. Trong một diễn biến liên quan, ngày 31 tháng 3, Bộ Ngoại giao Ukraine đã chính thức lên tiếng chỉ trích chuyến thăm của Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev. Chuyến thăm của một quan chức nước ngoài đến Ukraine mà không nhận được lời mời, không được chấp thuận là vi phạm trắng trợn các chuẩn mực trong mối quan hệ ngoại giao giữa các nước. Đây là chuyến công du cấp cao nhất của một quan chức chính phủ Nga tới Crimea kể từ khi Crimea được Moscow cho sáp nhập vào Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã tới thăm Crimea vào tuần trước để thị sát quân đội và thăm các cơ sở quân sự. Chuyến đi của ông Medvedev đến Crimea diễn ra chỉ 10 ngày sau khi Crimea và Sevastopol chính thức trở thành một phần của Liên bang Nga. Trong chuyến thăm này, Thủ tướng Nga Medvedev tuyên bố Nga sẽ biến Crimea thành một đặc khu kinh tế với việc cắt giảm thuế để thu hút các nhà đầu tư. Theo đó, Crimea sẽ được hưởng những quyền lợi kinh tế và ưu đãi thuế quan ở mức lớn nhất. Tuyên bố trên đã cho thấy quyết tâm của Moscow nhằm thay đổi toàn bộ diện mạo của nước Cộng hòa tự trị này. Trong phiên họp chính tại thủ phủ Simferopol của Crimea, Thủ tướng Medvedev cho biết sẽ đưa Crimea trở thành một đặc khu kinh tế, đồng thời các nhà đầu tư tại Crimea sẽ được cắt giảm thuế. Hiện tại, Duma Quốc gia đã bắt đầu xem xét dự luật này. Theo ông Medvedev, mục đích của Nga đối với dự luật này là nhằm biến Crimea trở thành bán đảo hấp dẫn nhất có thể, bởi sự phát triển của Crimea lúc này chính là ưu tiên quốc gia. Đồng thời, Thủ tướng cũng khẳng định vai trò quan trọng của Crimea tại khu vực Viễn Đông. Ông Medvedev đã chỉ ra những điểm tương đồng giữa Crimea và một khu vực tách biệt về mặt địa lý với Nga là Kaliningrad. Do đó, Crimea có thể được ưu tiên đặc biệt về kinh tế giống như khu vực này.
Thủ tướng Medvedev cũng cho biết Crimea đã sẵn sàng để được tích hợp vào hệ thống tiền tệ của Nga và tại thời điểm này, đồng rúp đã bắt đầu được lưu hành trong khu vực. Nga cũng đang chú trọng mở rộng mạng lưới ngân hàng của Nga tại Crimea. Chúng tôi đang nghiên cứu các biện pháp hợp tác và hỗ trợ tài chính nhằm đảm bảo tính ổn định của hệ thống tài chính và chắc chắn rằng sẽ không có tình trạng trì hoãn trong việc trả lương, hưu trí cũng như các khoản trợ cấp xã hội tại Crimea. Trước đó, Quốc hội Crimea cũng đã phê duyệt quyết định chuyển sang sử dụng tiền tệ thống nhất với Nga. Tuy nhiên, họ vẫn giữ lại đồng Hryvnia như một loại tiền tệ thứ chính cho đến năm 2016, nhằm giúp quá trình chuyển đổi sang đồng rúp thuận lợi hơn. Thủ tướng Medvedev đã ra lệnh nội các lên kế hoạch về một chương trình phát triển toàn diện của Crimea và Sevastopol vào tháng 7 tới. Một trong những vấn đề cấp bách là các liên kết giao thông vận tải với Nga. Tổng thống Medvedev cho biết, việc đầu tiên mà Nga tiến hành là hạ giá vé máy bay đến Moscow và các thành phố lớn khác. Bên cạnh đó, Nga sẽ phát triển dịch vụ phà đến Crimea, đồng thời lên kế hoạch xây dựng một cây cầu bắc qua eo biển Kerch. Việc Moscow liên tục có những động thái với Crimea đã khiến Ukraine không khỏi lo ngại. Theo nhận định của Viện Nghiên cứu Chính sách Đối ngoại Mỹ, cuộc khủng hoảng tại Ukraine hiện nay mặc dù sẽ không dẫn tới một cuộc chiến tranh, nhưng nó có thể trở thành một bước chuyển biến lớn hướng tới việc định hình trật tự thế giới thành hai cực đối đầu. Một cực là phương Tây do Mỹ dẫn đầu và một cực là Trung Quốc và Nga. Một trong những vấn đề đó có thể quan trọng nhất là những quan ngại về rủi ro địa chính trị liên quan tới sự trỗi dậy của Trung Quốc và những tác động đối với nền kinh tế và cán cân quân sự toàn cầu. Cho tới nay, Nga đã và đang theo đuổi một chính sách tương đối cân bằng và thận trọng đối với nước láng giềng khổng lồ ở châu Á. Mặc dù Trung Quốc gần đây ra dấu hiệu cho thấy họ chào đón các mối quan hệ chiến lược gần gũi hơn với Nga, thậm chí là một liên minh an ninh, nhưng Moscow vẫn miễn cưỡng không muốn chuyển đổi mối quan hệ đối tác chiến lược hiện tại thành một liên minh địa chính trị toàn diện. Đặc biệt, Nga tới nay vẫn chưa sẵn lòng hậu thuẫn quan điểm quyết đoán của Trung Quốc trong một loạt tranh chấp lãnh thổ ở Đông Á. Theo các nhà phân tích, những phản ứng của Trung Quốc đối với hành động của Nga ở Ukraine là rất đáng quan tâm. Kể từ khi cuộc khủng hoảng bắt đầu nổ ra vào cuối năm 2013, truyền thông Trung Quốc có thiên hướng chỉ trích phương Tây đã gây ra sự hỗn loạn ở Ukraine. Sau khi Nga đưa quân vào Crimea và tuyên bố sẵn sàng sử dụng lực lượng quân sự, Bộ Ngoại giao Trung Quốc chỉ thúc giục các bên liên quan giải quyết tranh chấp một cách hòa bình, theo khung pháp lý. Trong khi đó, những bình luận trên truyền thông nhà nước Trung Quốc cũng có thiên hướng cảm thông với Moscow. Xét về khía cạnh ngoại giao quốc tế, quan điểm này của Trung Quốc có thể được hiểu là sự trung lập nhân từ đối với Nga. Người ta có lý do để nghi ngờ rằng, để đổi lại, Trung Quốc sẽ mong chờ nhận được từ Nga sự trung lập nhân từ tương tự liên quan tới các hành động của họ ở Đông Á hay Tây Thái Bình Dương. Phương Tây có thể sẽ tự chuốc lấy thất bại khi tiếp tục nỗ lực cô lập Nga. Chính sách này không những không thể buộc Nga rút khỏi Ukraine mà còn kéo Moscow lại gần hơn với Bắc Kinh. Mặc dù các mối quan hệ Nga-Trung có một lịch sử hết sức phức tạp, nhưng vẫn có thể không ngăn được động lực hình thành một liên minh mới khi cả hai quốc gia này có chung một đối thủ. Nếu có được Nga như một vùng chiến lược an toàn ở sau lưng, Trung Quốc chắc chắn sẽ cảm thấy tự tin hơn trong cuộc đối đầu với Mỹ để giành vị thế bá chủ ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Và như vậy, cục diện địa chính trị thế giới chắc chắn sẽ không tránh khỏi nhiều biến động trong thời gian tới. Chuyển động chuyện tay hôm nay cũng xin được tạm dừng tại đây. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.